Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp một cấu trúc nào trong chương trình sơ cấp N5. Các bạn cùng theo dõi nha. Ở đây nhân vật Watashi chính là cô, và cô nhận được cuốn vở từ chàng trai này. Vậy như bài 7 cô có câu gì các bạn? Watashi wa kare ni no to moraimasu. Watashi wa kare ni no to moraimasu. Tôi thì nhận cuốn vở từ anh ấy. Và việc nhận cuốn vở này là anh ấy cho cô luôn hay là anh ấy chỉ cho cô mượn thôi? Cô muốn nói rõ hơn là tôi thì được anh ấy cho mượn cuốn vở. Cô sẽ nói như thế nào đây? Watashi wa kare ni no to kashite moraimasu. Watashi wa kare ni no to kashite moraimasu. Tôi thì được anh ấy cho mượn vở. Hoặc là tôi thì nhận được việc cho mượn vở từ anh ấy. Thay vì chúng ta sẽ nhận một đồ vật cụ thể như bài 7 là cuốn vở, cuốn sách, món quà, thì bây giờ chúng ta sẽ nhận một hành động từ ai đó, được ai đó làm gì cho mình. Để hiểu rõ hơn thì chúng ta cùng đi vào phần cấu trúc ngày hôm nay nha. Danh từ 1 và danh từ 2 ni, danh từ 3 ố VT moraimasu, nghĩa là danh từ 1 thì được danh từ 2 làm V cho, hoặc là người thứ nhất thì được người thứ hai làm V cho. Cũng giống như ở ví dụ đầu bài chúng ta có Watashi wa kare ni no to kashite moraimasu. Tôi thì được anh ấy cho mượn cuốn vở. Hoặc như ở ví dụ này Watashi wa sensei ni nihongo oshiete moraimasu. Watashi wa sensei ni nihongo oshiete moraimasu. Nghĩa là tôi thì được giáo viên dạy tiếng Nhật cho. Tsugi. Ê ô mít tê cơ đại sài. Nà ni ô si mas ka? Sô đà ni hôn ô mì xê mas. Đà rè ni. À Yamada sàng ni. Ở đây thì chúng ta thấy bé gái này đang được anh Yamada cho xem sách đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ có câu gì? Yamada sàng ni hôn ô mì xê tê mô rè mas ta. Yamada sàng ni hôn ô mì xê tê mô rè mas ta. Tôi thì được anh Yamada cho xem sách. Tsugi no e o mite kudasai. Ano futari wa nani o shiteimasu ka? Shou da ne, jawa no aratteimasu. Ở đây thì chúng ta thấy là hai bé đang rửa chén đúng không nào? Và người anh đã nói là tôi thì được em gái phụ giúp công việc cho shigoto teichiraimasu. Chúng ta sẽ có câu là Imoto ni shigoto teichiratte moraimashita. Imoto ni shigoto teichiratte moraimashita. Tôi thì được em gái phụ giúp công việc cho. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay cùng với cô. Các bạn thấy mẫu ngữ pháp ngày hôm nay như thế nào? Các bạn hãy thử comment vào phần bình luận một vài ví dụ cô sẽ xem ha. Hay minasan, sayonara, mata kono yoroshiku negashimasu.